Đây là một chiếc xe khách, nhưng khi tổ cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk kiểm tra, thì trên xe chỉ có 3 hành khách. Vậy mà trong hành lý và khoang dưới gầm xe thì chất đầy pháo hoa như thế này. Qua kiểm đếm, có 109 bánh pháo hoa với tổng trọng lượng là 185 kg. Tài xế là Trần Văn Phận, 39 tuổi, ở huyện Chư Pứ, tỉnh Gia Lai. Mặc dù biết bên trong các túi hành lý là pháo, nhưng vì hám lợi nên Phận đã nhận lời vận chuyển. Có một người bạn tên là Thanh của tôi, nhờ tôi chở cái số pháo này tại cửa khẩu Bờ Y, giáp với nước Campuchia và nước Lào, lên đến huyện Krông Anna của Đắk Lắk với số tiền vận chuyển là 10 triệu đồng. Thì tôi thấy là chở pháo hoa như vậy là có thể là vi phạm đến pháp luật. Nhưng mà do số tiền vận chuyển nó cao hơn các món hàng khác, cho nên tôi đồng ý, tôi nhận lời. Thì anh ấy bảo là chở cái này cũng khá nguy hiểm thôi, cố gắng nhét cho kín, ngụy trang cho kỹ, lỡ lực lượng chức năng mà phát hiện ra thì người ta phạt nặng lắm đấy. Cũng vào dịp cuối năm thì như mọi năm thì là cái số lượng phương tiện và người tham gia giao thông là tương đối phức tạp, và lợi dụng cái thời gian này thì cái đối tượng tội phạm là tranh thủ thời gian lợi dụng phương tiện xe khách để vận chuyển hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc và đặc biệt là vận chuyển pháo. Đối với lại pháo thì lợi nhuận cao, do vậy mà để mà qua mặt cái lực lượng chức năng thì các đối tượng này là dùng mọi các cái thủ đoạn bỏ pháo tại các cái khoang chở khách hoặc dưới gầm xe. Trong đợt cao điểm ra quân bảo đảm an ninh trật tự trước Tết, chỉ tính từ ngày 16 tháng 12 năm 2018 đến nay, trên đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Đắk Lắk, riêng phòng cảnh sát giao thông và công an tỉnh đã phát hiện 10 vụ vận chuyển hàng trăm bánh pháo hoa và các loại pháo khác. Qua điều tra cho thấy pháo chủ yếu được các đối tượng lấy từ cửa khẩu Bờ Y tỉnh Kon Tum và cửa khẩu Lệ Thanh tỉnh Gia Lai, sau đó giấu trên các xe khách chở qua tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông để tiêu thụ. Pháo là một trong những hàng cấm nguy hiểm. Theo Điều 191 Bộ Luật Hình Sự hiện hành, người nào có hành vi tàng trữ vận chuyển từ 6 kg pháo trở lên sẽ bị xử lý về hình sự. Từ những vụ việc trên, mọi người cần lưu tâm phòng tránh pháo để niềm vui khi Tết đến xuân về được trọn vẹn.